Dạ vâng, shop xạ thủ PCB Ba Miền, em xin kính chào toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc. Lời đầu tại cho shop em gửi lời chào, cộng lời chúc sức khỏe thân thương nhất tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc. Có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi những niềm đam mê của mình nhé. Trên màn hình nhỏ của các bác, đây hôm nay em lại giới thiệu anh em một mẫu FX Q3 lỗ Tactical, cấu hình cũng gọi là tầm cao cho các bác, cho anh em. Và cao thế nào, giá thành ra sao? Thì trước khi vào giới thiệu chi tiết sản phẩm thì cho shop em giới thiệu sơ qua về cái cách thức giao dịch và mua bán bên shop em. Shop em có hai hình thức giao dịch và mua bán, một là ship code COD, hai cộng gửi xe. Ship code COD thì các bác và anh em có thể nhận hàng và đặt hàng, đồng kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, đúng mẫu mã của các bác và anh em đặt hàng thì các bác và anh em mới phải thanh toán. Không đúng hàng, không đúng mẫu mã của các bác và anh em đặt hàng thì các bác và anh em có thể hoàn hàng gửi đại shop. Hàng bên em lúc nào uy tín, chất lượng, giá rẻ để phục vụ các bác, phục vụ anh em theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé. Các bác nhận COD một cây như này thì em phải bóc tách và chia lẻ đơn ra làm hai và ba đơn lẻ, gửi bưu cho các bác, gửi bưu cho anh em. Tùy vào địa điểm gần xa của các bác của anh em thì các bác nhận hàng đơn nào kiểm tra đúng hàng đúng đơn đó của các bác thì các bác và anh em mới phải thanh toán. Không đúng hàng, không đúng mẫu mã của các bác của anh em thì các bác và anh em có thể hoàn hàng gửi lại shop. Thứ hai, gửi xe thì bên em gửi xe tất cả các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam thân yêu của chúng ta, cũng như là 63 tỉnh thành, tất cả các đường quốc lộ và tuyến huyện của các bác của anh em thì các bác đặt nguyên cây thì phải cọc cạch cho em vài trăm, gọi là cái tiền trách nhiệm. Và tiền trách nhiệm đó em lại trừ vào đơn hàng của các bác của anh em, nên các bác và anh em yên tâm nhé. Không bao giờ có hàng lừa đảo xảy ra. Hàng lúc nào cũng là uy tín, chất lượng, giá rẻ để phục vụ các bác, phục vụ nha, theo đuổi với cái niềm đam mê của mình nhé. Thì số điện thoại của em, xong rồi em sẽ ghi lên đầu trang và giới thiệu cho các bác cho anh em. Số điện thoại vẫn là một số điện thoại cùng kết bạn Zalo và em sẽ giới thiệu chi tiết sản phẩm cho các bác cho anh em nhé. Tư vấn nhiệt tình cho các bác cho anh em. Thì giờ em vào giới thiệu chi tiết sản phẩm cho các bác cho anh em. Một, em đang đi con báng của nó là con báng chữ A nhé, báng gấp rút nhá, có khớp gấp rút cho các bác cho anh em rất tiện lợi nhé. Gấp vào cho vào ba lô đi săn bắn thì rất chi là ok nhé. Hai là tay cầm vẫn là bằng nhựa nhé. Vậy và một con bộ em đi con cho nó một con bộ quy này, con quy ba lỗ Tactical nhé. Đấy, tay đòn tay kéo hai bên nhé các bác nhé, rất chi ok. Đấy, có chốt an toàn cho các bác cho anh em. Co hệ co sụp co mổ nhé các bác nhé, rất chi là ok nhé các bác nhé. Em đi cho nó bộ hơi này. Đấy, con van này em đang dùng con van Cricket đen đồng hồ xám loại 1 cho các bác cho anh em, rất chi ok. Van điều áp bên trong các bác nhé. Và con bình, em đang sử dụng con bình carbon, bình cao cấp 0.42 nhé các bác nhé. 0.5 cho các bác cho anh em, rất dài. Để đi săn bắn rất chi ok cho các bác cho anh em nhé. Đấy. Em đi con giảm này, là con giảm thanh slipper nhé. Hàng chuẩn loại 1 của công ty Sài Gòn nhé các bác nhé, rất chi ok cho các bác nhé. Giảm FX nhé, rất chi ok cho các bác cho anh em. Đấy. Và em đang đi con cành nhé, em đang đi con cành, là con cành lô tha quay dưa tiêm vàng. Phiên bản loại 1, hàng công ty loại 1 cho các bác cho anh em, rất chi ok nhé. Đặc biệt con kính này, em đang sử dụng con kính beta, hàng là hàng 2 dãy số, chống rung, chống giật, chống nhảy tâm cho các bác cho anh em, rất chi là ok. Thì các bác và anh em bổ kết em nói thì liên hệ cho em trực tiếp qua số điện thoại đầu trang và inbox kết bạn Zalo cho em. Em sẽ tư vấn cho các bác, tư vấn cho anh em một cây củi ok và chất lượng nhất nhé. Thì cây này em báo giá công khai cho các bác cho anh em chỉ hơn 9 triệu đồng nhé các bác nhé. Hơn 9 triệu đồng thì các bác và anh em đã được sở hữu ngay một cây FX Tactical nhé, cấu hình Q3 lỗ rất chi là ok, đang là mưa làm gió trên thị trường nhé các bác nhé. Thì lời cuối chương trình thì lại cho shop em gửi lời chào, cộng lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé. Thì các bác tiện theo dõi kênh thì đừng quên cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để em có động lực quay những video chất lượng hơn để phục vụ các bác, phục vụ nhé, theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé. Bên em vẫn chuyên cung cấp cái dòng PCB đầy đủ tất cả linh phụ kiện dày lẻ, van kính bình bơm, dòng sim ốc nhái đầy đủ cho các bác cho anh em. Thì các bác và anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đầu trang rồi em sẽ tư vấn cho các bác, tư vấn cho anh em một cây củi ok và chất lượng nhất. Dạ vâng, cảm ơn các bác, cảm ơn anh em. Hẹn các bác và hẹn anh em ở video tiếp theo nhé.